Từ khi bắt tay vào thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Tiền Hải xác định không phát triển dàn trải trên nhiều lĩnh vực, mà phải lựa chọn lĩnh vực có thế mạnh và phát huy được những lợi thế sẵn có để thúc đẩy phát triển bền vững. Trong đó, hai lĩnh vực được Tiền Hải lựa chọn để bứt phá, đó là quy hoạch xây dựng phát triển khu kinh tế Thái Bình và phát triển hạ tầng giao thông kết nối. Chính từ định hướng đó, Tiền Hải đã lựa chọn đồng hành cùng doanh nghiệp để bắt tay vào những việc cần làm ngay. Hiện tại thì đơn vị thi công đang thực hiện cái đường kết nối vành đai đường số 4 kết nối với các khu công nghiệp. Dù khó khăn nhưng đơn vị thi công quyết tâm sẽ thực hiện đảm bảo tiến độ. Chúng tôi xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và cần tập trung các cái nhân lực và vật lực để thực hiện các cái dự án đầu tư công trình trên trọng điểm là sớm hoàn thành đảm bảo cái tiến độ và chất lượng. Trong thực hiện quy hoạch xây dựng khu kinh tế, Tiền Hải quan tâm phát triển các khu đô thị vệ tinh tại các xã Nam Phú, Đông Minh, Nam Trung và thị trấn Tiền Hải, coi đây là động lực để phát triển thương mại dịch vụ. Với hạ tầng phát triển đồng bộ từ giao thông kết nối đến hạ tầng các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp đã đưa Tiền Hải trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư. Đặc biệt là các cái hệ thống đường giao thông, đường ven biển. Nếu mà hệ thống này đồng bộ thì tôi nghĩ rằng tất cả các hệ thống giao thông nó sẽ kết nối lại, nó tạo cho Tiền Hải và Thái Thụy và cũng là một cái động lực chung tạo cho kinh tế của tỉnh sẽ phát triển và khai thác tốt cái khu kinh tế ven biển mà đã được chính phủ phê duyệt. Về công nghiệp thì tạo điều kiện để các dự án lớn tiếp tục triển khai trên địa bàn của huyện, và về đầu tư xây dựng cơ bản thì huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung đầu tư công là hạ tầng giao thông. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Tiền Hải đã thu hút được 45 dự án đầu tư, trong đó có 3 dự án FDI với số vốn trên 4.000 tỷ đồng. Hiện toàn huyện có 523 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 17,6%, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt gần 12%. Huyện đã tập trung thực hiện cái việc đồng bộ hóa các cái hệ thống giao thông kết nối theo cái quy hoạch chung của khu kinh tế và quy hoạch chung của huyện. Trong đó tập trung hoàn thiện các cái quy hoạch nâng cấp mở rộng thị trấn Tiền Hải lên đô thị loại 4, quy hoạch các cái khu đô thị mới của Nam Phú, Đông Minh và Nam Trung, rồi quy hoạch các cái phân khu, khu công nghiệp, khu đô thị dịch vụ, rồi khu nhà ở. Thì đây là những cái tiền đề để chúng ta triển khai thực hiện, hiện thực hóa cái khu kinh tế ven biển. Bên cạnh các giải pháp cho từng mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, huyện Tiền Hải đang tập trung cao hoàn thiện quy hoạch chung, tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thiện sớm các cơ sở hạ tầng, làm nền tảng cho phát triển những năm tiếp theo, cũng như đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nhiệm kỳ là 15%.